Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh GVN và mình là Soju Tú Anh. Hôm nay thì mình sẽ collab cùng với Mr. Bình, rất là đẹp trai. Vâng, và đây là số hỏi đáp thứ 69 và rất là vui khi được ngồi kế bên bạn nữ là xinh xắn của team GVN. Và đầu năm mới của mặc dù là Tết Tây thôi nhưng mà mình vẫn muốn dành những lời chúc thực sự là tốt đẹp cho các bạn và mong là các bạn sẽ có một năm mới thực sự là hạnh phúc và vạn sự như ý. Và vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho Mr. Bình. Đó là một câu hỏi từ bạn Lực Phạm. Em chào các anh ạ. Cho em hỏi, em có hai chiếc VK10606G cũ, Mainboard Z390. Em làm thiết kế 3D, render video, ảnh. Vì muốn tiết kiệm nên em lắp hai chiếc VK chạy song song. Có cải thiện được nhiều không hay vẫn phải mua VK tốt hơn ạ? Mong được lên sóng ạ. Nguồn 650V, RAM 16GB và CPU i7-9700K. Ok, về câu hỏi của bạn thì mình hiểu đó. Nhưng mà mình sẽ cần phải chỉnh lại một chút xíu vì bạn Tô Anh đọc có vẻ không chuẩn lắm. Thì bạn đang bày tỏ là bạn đang có hai chiếc Vega là 10606GB cũ và có một cái con mainboard là Z390. Kèm theo đó là cấu hình của bạn sẽ đi kèm với là một bộ nguồn công suất là 650W, không phải volt nha em. Và kèm theo đó là bộ RAM là 16GB và i7-9700K. Ok, thì theo như mình đánh giá nha, cấu hình của bạn rất là mạnh đó. Và để chạy song song hai con kẹt này á thì có thể là được đó, nhưng mà sẽ có một vài vấn đề ở đây đó. Vậy thì cái vấn đề này Tú Anh có biết là cái gì không? Dạ đương nhiên là em không biết rồi. Không biết luôn. Vâng. Ok, vậy thì để anh hỏi em nha, em có biết cái công nghệ để mà kết nối giữa hai kẹt màn hình của Nvidia đó là gì không? Dạ không. Không, không. Thì công nghệ kết nối giữa hai kẹt màn hình của Nvidia đó để có thể chạy song song được á, sẽ có hai công nghệ màn hình hiện giờ mình biết được, đó là SLI mà các bạn thường đọc là SLI hoặc là SLI á. Rồi công nghệ thứ hai là công nghệ kết nối đó là qua cầu NVLink. Thì công nghệ SLI nó là một công nghệ cũ rồi và không phải là bất cứ một dòng kẹt nào nó cũng có hỗ trợ. Thì cái danh sách mà những cái con kẹt màn hình mà được hỗ trợ công nghệ SLI á, để có thể chạy hai cái con kẹt màn hình song song á, thì mình sẽ để ngay phía dưới để các bạn tham khảo, và cũng như là công nghệ NVLink luôn. Thì theo như mình tìm hiểu ở trên trang của Nvidia, 1060 nó không hỗ trợ cái công nghệ để có thể các bạn để giúp cho các bạn có thể chạy song song hai kẹt màn hình với nhau. Dù là con mainboard của bạn á, mặc dù là lý thuyết Z390 có thể là chạy song song hai kẹt màn hình, nhưng mà mình khuyên các bạn á, nếu mà đã chạy hai con rồi đó thì chúng ta nên sử dụng cái chuẩn nó mới hơn là NVLink để cho lại một cái hiệu quả hoạt động nó tốt hơn. Tức là tóm lại câu trả lời của Mr. Bình đó là phải có linh kiện tương thích. Đúng. Thì mới lắp được hai con Vega. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Chào GVN, cho em hỏi là có thể bảo mật bằng mật khẩu máy tính của Windows thì có thể bảo mật bằng cách nào khác không ạ? Em đang dùng Windows 7. Em hỏi là vì ba em sắp cài mật khẩu không cho chơi game nữa rồi. Vâng, một câu hỏi khá là phổ biến về vấn đề là phụ huynh không cho con cái chơi game. Thì Mr. Bình đã bao giờ bị bố mẹ cấm cho chơi game chưa? Bị cấm thì con trai nào chả bị cấm. Cái quan trọng ở đây là bạn vượt qua cái thời khắc khó khăn như thế nào thôi. Thì không biết Tô Anh hồi nhỏ có bị cấm không ta? Và vượt qua cái thời khắc khó khăn này bằng cách nào? Em thì em là con gái nên bố mẹ em càng cấm giữ. Nhưng mà tính em thì hơi bướng một tí, đâm là cấm thì em ra net chơi game, không chơi ở nhà nữa. Đó cũng là một trong những cách mà bạn có thể là qua mặt phụ huynh để mà tiếp tục chơi game. Tuy nhiên là quay trở lại với câu hỏi của bạn nha, thì bên cạnh cái cách mà bạn nhập mật khẩu trên Windows 7 á, thì bạn còn những cách nào để có thể là đăng nhập vào trong Windows đó? Thì theo như mình tìm hiểu, Windows 7 thì sẽ có những cái phương thức để các bạn đăng nhập vào Windows như sau. Đầu tiên là nhập pass nè, tức là nhập mật khẩu, một cái đoạn mật khẩu dài bao gồm cả ký tự, bao gồm cả chữ số. Cái thứ hai đó là nhập mã pin, tức là nhập chỉ chữ số không thôi. Và thêm một cái nữa là bảo mật bằng sinh trắc học, đó là bảo mật bằng vân tay. Và nếu như thêm một cái tip nữa cho các bạn nha, Windows 7 á, nó có những cái phương thức đăng nhập vào Windows nó khá là hạn chế. Vậy nên là nếu bạn muốn có thêm những cái phương thức bảo mật khác thì các bạn hãy lên Win 10. Đó, Win 10 thì sẽ có 6 cái phương thức bảo mật lận. Thì ở đây mình tìm hiểu là bên cạnh những cái nhập mã pin này, nhập pass này, các bạn sẽ có thêm 4 cái nữa. Đó, em có biết cái nào ngoài là nhập pass với là nhập mã pin không? Em nhớ không nhầm thì như là Win 10 nó có cái gì mà nó .. đúng không ạ? Đúng, đó là một trong những cái cách để mà các bạn có thể đăng nhập vào Windows. Tức là ở trên cái Windows 10 á, nó sẽ có một cái hình ảnh, nó sẽ cho các bạn là chấm những cái điểm trên hình ảnh đó và nó sẽ lưu lại những cái điểm đó. Và khi mà các bạn vào đăng nhập vào Windows á, các bạn chỉ cần chấm đúng những cái điểm, những cái khu vực đó là các bạn sẽ đăng nhập được vào Windows. Thì bên cạnh cách đó các bạn sẽ có thêm cái chức năng đăng nhập vô là Windows Hello nè. Nó sẽ ghi nhận khuôn mặt của bạn và đối chiếu là hình ảnh đã chụp trước đó của bạn. Hai là vẫn là fingerprint, tức là bảo mật vân tay. Thứ ba là USB key, tức là bạn lưu một cái keyword, một cái password
đó, đã được mã hóa vào trong cái USB của bạn á, nó giống y chang như một cái ổ khóa luôn, cắm vào máy tính. Cái này em thấy kiểu các bé hacker trẻ trâu, các bé thường bảo là đây là chiếc, cầm USB lên, đây là chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở được mọi loại máy tính. Cái đó là hacker thôi, còn đây là phương thức bảo mật mà các bạn chỉ sử dụng được duy nhất một cái USB duy nhất thôi. Tức là bạn tạo cái USB đó trên cái máy đó thì chỉ có USB đó có thể mở được cái máy của bạn. Đó. Thì nói đi thì cũng phải nói lại, nếu mà ba của bạn đã cấm bạn là không được chơi game thì mình nghĩ đây là cái khoảng thời gian khá là nhạy cảm với bạn á, vậy nên là bạn nên thử là nói chuyện với ba mình xem sao, hoặc là cố gắng học tập cho nó tốt hơn để cho cái khoảng thời gian bên ba nó vui vẻ hơn và có thể là thuyết phục được phụ huynh cho mình chơi game ha. Đừng như Bro Huy là được. Tội nghiệp nhỏ ngồi ngoài. Câu hỏi tiếp theo là đến từ bạn Ngộ Không. Tề Thiên để từ thiên đình xuống dưới mặt đất để đặt gửi chúng ta một câu hỏi rất là vui như sau. Em hỏi virus máy tính được con người tạo ra hay nó tự có và virus là mã độc hay sao anh? Tố anh biết virus từ đâu ra không? Virus á? Virus là Đặng Tiến Hoàng. Vậy virus từ đâu ra? Tất nhiên là từ bố mẹ của anh ấy thôi. Ok, thì Đặng Tiến Hoàng là một streamer vô cùng nổi tiếng của Việt Nam chúng ta ha. Và anh ấy có một nghệ danh tên là Virus đó. Và quay trở lại cái câu hỏi của bạn đi, virus trên máy tính được con người tạo ra hay nó tự có? Tố anh nghĩ là nó tự có hay là con người mình tạo ra ta? Thực tế thì theo hiểu biết của em về máy tính và công nghệ trước giờ thì em nghĩ thôi nhá. Em nghĩ virus nó là một phần mềm độc hại được tạo ra bởi những chuyên gia công không nghệ. Không phải là công nghệ mà là những người mà có cái hiểu biết sâu về công nghệ để đánh cắp hoặc là gây rối cho máy tính của người dùng. Đúng, đó chỉ là một phần thôi và nó cũng rất là chính xác á. Thì virus nó nằm trong một cái phạm trù rất là rộng mang tên là malware. Đó, trong malware thì nó rất bao gồm rất là nhiều cái phần mềm độc hại và trong đó có cả virus nữa. Và trong malware chúng ta sẽ có thêm là ransomware nè, rồi trojan nè, rồi worm nè, các thứ rất là nhiều. Thì các cái mức độ nguy hiểm của nó cũng chia theo từng cấp bậc luôn. Và virus là một trong những cái phần mềm độc hại trong đó. Và cái phương thức chủ yếu chính của virus hoạt động đó là thứ nhất nó sẽ phá hoại bằng cách là tự nhân đôi. Đó. Và để lây lan thông qua máy này qua máy khác hoặc là lây truyền qua đường mạng. Đó là lý do tại sao mà ngày xưa các bạn đi chơi net á, mà thường cầm USB rồi quán net á, copy cái nọ cái kia. Và nếu quán net không có cài những cái đóng băng ổ cứng á, thì các bạn rất là dễ bị nhiễm virus từ quán net. Đó. Và cái thứ hai nữa, cái cách thức virus hoạt động đó chính là nó sẽ tự nhân đôi, tự nhân bản những cái tiến trình đang hoạt động ở trong máy. Đó, và vô tình nó sẽ làm cho máy chúng ta bị ngốn nhiều hiệu năng, máy chúng ta sẽ bị giật lag. Đó. Còn về những cái mà liên quan đến malware khác thì mình sẽ hẹn các bạn trong một video tiếp theo để mình có thể cắt nghĩa cho các bạn nó đầy đủ hơn và nó dễ hiểu hơn cho các bạn ha. Còn về cái câu hỏi của bạn á, thì virus thì bạn cứ chỉ nên hiểu nó là phần mềm sẽ gây hại cho máy của mình là được. Nhưng mà anh ơi, cái đợt trước ấy, em thấy ở trên mạng rầm rộ cái vụ về con virus tên là WannaCry mà nghe tên đã muốn khóc luôn ấy. Thế là con đấy là như nào ạ? Con đó hả? Ừ, thì cái này mình chia sẻ thêm cho các bạn nha. WannaCry là một dạng ransomware, tức là một phần mềm mà tấn công có chủ đích và nó sẽ là một cái dạng phần mềm là khóa tất cả những dữ liệu của bạn lại đó, thông qua những cái dữ liệu có giá trị của bạn. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Trùm Mỏ Thấy. Trùm không không thấy. À, Trùm không không thấy, số giữa là số 00, ôi xin lỗi bạn. Ok, bạn có một câu hỏi cho mình như sau. Set RAM ảo trên SSD thì hiệu năng có tương đương với RAM thật hay không ạ? Và set với RAM ảo trên ổ SSD có hại ổ lắm đúng không ạ? Em xin cảm ơn. Cái này anh giải thích được nào, nhưng mà trước khi giải thích thì phải test bạn Tố Anh cái đã. Tố Anh thấy làm sao? Thực tế cái này em nghĩ đơn giản nó như thế này. SSD và RAM nó được sinh ra với hai cái chức năng khác nhau. Chính xác. Nên khi mà chúng ta bắt cái SSD, vốn cái chức năng của nó là lưu trữ, làm cái chức năng của RAM là trích xuất ra, thì đương nhiên là nó sẽ không hiệu quả bằng RAM thật. Và hơn nữa là một người họ chỉ làm được một công việc này thôi, chúng ta bắt họ làm hai công việc, đương nhiên là khi mà công việc đấy nó thuộc trong cùng phạm trù, bởi vì RAM với lại SSD mà nó gần nhau, họ làm được nhưng mà làm tốt là không thể. Và khi mà phải gánh hai việc thì nó sẽ không hiệu quả, dẫn lâu dần dẫn đến giống như chúng ta gọi là hư hại đấy. Đó. Ok, cũng khá là hợp lý á. Nhưng mà để giải thích rõ hơn cho bạn hiểu á, thì các bạn cứ hiểu như thế này, SSD là một cái chuẩn bộ nhớ ở thời điểm hiện tại khá là cao, nhưng mà nó chỉ được sinh ra để làm một cái nhiệm vụ là lưu trữ. Còn RAM của chúng ta có một cái chuẩn bộ nhớ có tốc độ cao hơn ổ cứng rất nhiều, và nó sinh ra để được làm cái công việc là truy xuất dữ liệu.
Tức là nó sẽ làm cái công việc là lưu những cái dữ liệu mà CPU lấy ra từ ổ cứng á, để cho CPU có thể là hoạt động và xử lý trên đó. Và RAM là một dạng bộ nhớ hỗ biến, tức là khả biến. Khi các bạn tắt điện đi thì RAM nó sẽ không còn lưu lại bất kỳ một dữ liệu nào trên đó. Còn ổ cứng là một cái dạng bộ nhớ bất biến, tức là khi bạn tắt điện đi một cái thì tất cả dữ liệu mà các bạn lưu ở trên ổ cứng nó sẽ không mất đi. Đó. Bởi vậy nên đó là khi các bạn sử dụng ổ cứng để set RAM ảo thì nó sẽ có tác dụng trong những cái trường hợp như thế này. Là khi RAM của bạn có cái dung lượng nó quá ít, đó, nó sẽ giúp cho các bạn chống tràn RAM. Khi mà RAM nó bị tràn thì Windows nó sẽ giúp cho các bạn là kéo những cái phần mềm hay là những cái dữ liệu mà đang xử lý đó qua cái phần RAM ảo đó, để giúp cho máy chúng ta không có bị tràn RAM, không bị đứng hình. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Và các bạn không nên set RAM ảo quá nhiều, bởi vì nó sẽ làm vô hình chung, nó sẽ làm chậm máy của chúng ta lại. Và cái cách để các bạn tránh được cái trường hợp này đó là nâng cấp RAM của chúng ta lên. Và nâng cấp RAM nó lên một cái mức dung lượng cao hơn, lên một cái chuẩn bộ nhớ cao hơn, nó sẽ tốt hơn cho cái hệ thống của bạn ha. Và chú ý là nên nâng cấp cái loại RAM mà nó tương thích với lại những linh kiện khác là ok. Mình muốn bổ sung là trừ phi vào nhu cầu của bạn, ví dụ như là đang không có tiền nâng cấp RAM chẳng hạn và SSD của bạn thừa dung lượng thì nên dùng mà dùng tạm thời thôi. Và vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp 69 ngày hôm nay, đến từ bạn Cường 888. Ủa? 88.8. Ê, sao cái này nghe giống Cường đô la nhở? No, anh nghe giống như kiểu bạn này là một người làm trong đài phát thanh á. Đây là một cái tần số radio. Xin mời các bạn hãy cùng mở radio lên tần số 88.8 MHz để cùng nghe bạn Cường hỏi chúng ta một câu hỏi như sau. Đọc đi em. Dear VN, cho em hỏi, pin laptop của em bị chai rồi, máy em thì chỉ đặt một chỗ, thì có nên tháo pin ra và sử dụng nguồn điện trực tiếp không ạ? Thì Mr. Bình có thể cho em ý kiến về vấn đề này được không ạ? Nói chung là chưa xài laptop bao giờ, chưa chai pin lần nào, không biết. Nhưng mà chắc chắn là nếu như mà chai pin á thì mình sẽ đi thay pin. Vậy thôi. Đó, còn biết Tô Anh thì nếu như em chai pin thì em sẽ làm gì? Em thì tất nhiên là em đi thay pin rồi, bởi vì em có nhu cầu là mang laptop đi khắp nơi để làm việc ấy ạ. Đúng. Nhưng mà khi mà xét về trường hợp của bạn này thì chúng ta có thể thấy là nhu cầu của bạn ấy chỉ là đặt một chỗ thôi. Và cái phần pin của laptop bây giờ nó như một cái phần pin dự phòng ấy. Sử dụng nguồn điện trực tiếp nó không sao cả, thậm chí nó còn mạnh hơn. Đúng rồi. Thì khi mà bạn sử dụng cái nguồn điện trực tiếp vào máy thì máy nó sẽ tận dụng được hết tối đa hiệu năng của máy. Đó, thì khi bạn làm việc nó sẽ tốt hơn thôi. Còn về ý của Tô Anh á, pin của laptop nó giống một cái cục pin dự phòng thì nó cũng đúng. Bởi vì khi các bạn sử dụng ở nhà đúng không? Không phải lúc nào bạn cũng có nhu cầu sử dụng ở nhà, mà laptop nó sinh ra là để cho các bạn đem đi mang vác chỗ này chỗ kia để các bạn làm việc hay là chơi game gì đó. Thì theo như mình nghĩ á, câu trả lời cho cái câu hỏi của bạn này nè, dùng thoải mái. Đúng rồi, dùng thoải mái. Nếu như bạn không có nhu cầu thay pin và không có nhu cầu mang vác, còn nếu như là mình á thì mình cũng sẽ thay để giúp cho mình trong quá trình làm việc và cũng như là đi ra ngoài thì sẽ có một cái máy để chống cháy. Vâng, và cảm ơn các bạn đã theo dõi số hỏi đáp số 69 lần này, và cảm ơn các bạn cũng đã tham gia những cái buổi quay lần trước luôn. Và các bạn đừng quên đó là mở điện thoại liên tục và cũng như là check tin nhắn liên tục để tụi mình có thể liên lạc với các bạn để gửi đến cho các bạn những phần quà này nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của mình. Đừng quên để lại một like, một share và subscribe để ủng hộ kênh tụi mình để tụi phát triển nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong số tiếp theo. Peace.